Hello, xin chào tất cả các bạn đến với kênh XLS Gamer. Hôm nay mình sẽ chơi những cái tựa game ở trên đời nha. Thank you.
vượt qua chiến thắng nữa nha các bạn. Thank you.
không nhỉ? Đến với tựa game tiếp theo nha các bạn. Tựa game Lab Monster. Rồi, chúng ta chạy thôi. Siêu ngân, siêu ngân này, Siren Head đây. Siren Head này. Chạy nha. Búp xinh luôn. To chưa? Wow, xem đẳng cấp nhà khoa học chấm bao nhiêu điểm? 567. Chúng ta tiếp tục nha. Ôi, rất là nhiều tiền. Ôi, người full tiền luôn các bạn ơi. Người phun tiền. Ôi, toàn đô la rồi. Rồi. Người tiền nha các bạn. Chúng ta mở tiến hóa người đỏ. Chúng ta biến thành người gì đây? Tiếp tục màu đỏ tiếp. Rồi. Vẫn chưa tiến hóa hết.
các bạn ơi. Lần này chúng ta chọn màu xanh nha. Và lúc này chúng ta đến với tựa game tiếp theo nữa nha, Hypercard. Lần này chúng ta không thể nào thất bại được. K nha. Cây. Cây. Oh my god. Sao cứ thất bại thế. Lâu lâu. Ở lâu. Lần này chúng ta phải quyết thắng. Em. Camera speed skipidi toilet nha. Titan Spiker. Thank you.
Và chúng ta đến tiếp tục nào. Đến Dillo. Bắt đầu. À, chúng ta phải ăn đầu lâu nhỉ. Đầu lâu nha. Đây là khủng long đầu lâu. Bắn nào. Trời ơi, đúng one hit luôn. Làm sao mà có chỉnh được, đúng không nào các bạn? Bây giờ chúng ta đầu lâu nữa nha. Đầu lâu nữa sẽ là khổng long đầu lâu nữa nha các bạn. Oh no, chúng ta phải né cái tên lửa đấy ra các bạn ạ. Khổng long vác trên mình hai khẩu cối đại bác nha. Đi. Đây rồi, chiến nào. Đây là một tầng của tôi. Ok, bốc hơi luôn. Quá là suck up đúng không các bạn. Rồi, bây giờ đến khổng long nữa nha các bạn. Phải là chúng ta tránh cái băng ra nha. Khổng long nửa đấu với lại khổng long xanh. Ôi no, chúng ta thất bại rồi. Chúng ta phải nâng cấp thôi. Khổng long nửa. Cung tên nha các bạn. Đấy rồi, khổng long nửa nắc mắc never. Dì chúng ta đã chiến thắng. Chúng ta đã có mũ bảo hiểm mới nha. Khổng long có skin nào không? Khổng long này có 1000. Ôi. Khổng long được 3 nha. Khổng long này ăn nửa con băng nha. Rồi, chúng ta chiến đấu. Tiếp tục. Tê giác. Inami làm sao thắng được chúng ta, phải không nào các bạn? Và bây giờ đến khổng long nước này các bạn ơi. Khổng long nước màu trắng tinh luôn các bạn ạ. Oh my god, vẫn bị. Ok. Chúng ta làm lại nào. Ôi trời ơi, khổng long này nhìn trông quách đấy. Chiến đấu nào.
sao mà ăn được. Và chúng ta đến Rolling Bone. John teacher, John cô giáo nha. Đây rồi. Cô giáo. Người yêu của cô giáo kìa. Con nước vào. Mm-hmm.
ta đi đâm bùng ba bao đi nhờ. Và vừa rồi là những cái tựa game mình đã chơi. Nếu mà các bạn thấy vui thì hãy like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thời lượng đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Goodbye.